Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về bà Tăng Vlog sẽ thi thách thức danh hài xuất hiện ở tập 3 trong mùa 6 này. Nhưng trước đó, ông trùm của công ty Điền Quân đó là Kerman đã nói thẳng điều này với bà Tăng và bà ta đã suy nghĩ lại. Cụ thể, ông Kerman đã nói như thế này: một khi đã chấp nhận dấn thân vào showbiz thì phải là người của thiên hạ, phải chấp nhận thị phi. Ông chủ của công ty Điền Quân Vũ Điền nói với bà Tăng Vlog như thế. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân của ông trùm Điền Quân Vũ Điền hay còn gọi là Kerman đã đăng tải một clip dài quay lại cảnh ông ghé thăm hậu trường của chương trình Thách Thức Danh Hài. Ông trùm của công ty Điền Quân ra mặt nhắc nhở các thí sinh và cách thi. Ông Vũ Điền vừa bước vào cổng của trường quay, các nhân viên đã cúi chào nhiệt tình giảng đường cho ông. Điều này cho thấy ông Vũ Điền rất có quyền lực tại đây, và ông Vũ Điền đứng trên cả Khương Dừa nữa. Hậu trường của chương trình có rất đông thí sinh đứng chen chúc nhau. Từ đó có thể thấy Thách Thức Danh Hài mùa 6 dù đã trải qua 5 mùa nhưng vẫn còn rất hot và được nhiều người quan tâm từ trẻ cho tới già. Các khách mời thí sinh tham gia chương trình đều nhận ra ông Vũ Điền nên chạy tới xin chụp ảnh cùng ông. Trong đó có cả thí sinh nhí mới 8 tuổi rồi, thí sinh xinh đẹp cao như hoa khôi và thí sinh lớn tuổi đến từ vùng quê xa xôi. Họ đều la ra để làm quen trò chuyện với ông Vũ Điền khiến ông thốt lên: tất cả mọi người ở khắp mọi miền đất nước, từ miền xuôi tới miền ngược, cả Trung Nam Bắc đều có mặt tại Thách Thức Danh Hài. Đó là niềm hạnh phúc đối với tôi và cả công ty Điền Quân. Sau đó, ông Vũ Điền còn đứng ra nhắc nhở các thí sinh về cách thi sao cho dễ chiến thắng qua mặt được Trấn Thành và Trường Giang. Ông đã nói như thế này: đừng diễn quá làm gì, cứ tự nhiên rồi đến lúc cần chốt thì quăng miếng ra để chốt, như thế là lụm lúa thôi. Phải có cái chốt hạ như cái móc khóa ấy để tạo ra điều bất ngờ, chứ diễn lan man chả để làm gì. Mình diễn không lại hai ông nội Trường Giang với Trấn Thành đâu. Và ông trùm Điền Quân đã nhắc bà Tăng Vlog đã dấn thân vào showbiz thì phải chấp nhận thị phi, mặc ai nói gì thì mặc kệ. Bước vào phòng hóa trang cho các thí sinh, ông Vũ Điền bất ngờ gặp bà Tăng Vlog cùng con trai. Vừa gặp, ông đã bắt tay và mừng với bà Tăng Vlog. Ban đầu bà Tăng ngại ngùng vì không biết ông Vũ Điền là ai. Con trai Hưng Vlog phải giới thiệu cho bà, lúc này bà mới tươi cười và bắt tay với ông. Sau đó, ông Vũ Điền tò chuyện và mời bà Tăng Vlog đến cửa hàng mình chơi. Mấy bữa em cũng ra ngoài Bắc mà không biết, chứ không thì cũng vào nhà chị chơi rồi. Lát em mời hai mẹ con chị qua quán em chơi nha. Ông Vũ Điền còn nhắc bà Tăng về chuyện bị công chúng chỉ trích suốt nhiều ngày qua và ông đã nói như thế này: em cảm ơn chị đã tham gia chương trình, chúc cho chị có nhiều sức khỏe. Còn thiên hạ họ nói gì thì nói, mặc kệ, mình không cần quan tâm đâu. Đã là người của công chúng thì phải chấp nhận thị phi. Một khi chấp nhận dấn thân vào showbiz thì đã là người của thiên hạ, phải chấp nhận thị phi. Ai nói gì thì nói, cứ mặc kệ họ đi. Có người yêu thương ủng hộ thì cũng có người ganh ghét, nói này nói kia không cần quan tâm đến họ. Cuộc sống vốn dĩ là như thế. Làm cái này toàn thị phi, mình mang đến niềm vui cho mọi người nhưng họ lại chửi mình suốt. Nghe xong bà Tăng xúc động, ôm chầm lấy ông Vũ Điền và nói: chị cũng chúc chú luôn mạnh khỏe, mai chị rảnh chị qua quán chú chơi, kiểu gì chị cũng đến, mấy khi được vào Sài Gòn cùng con trai. Rồi, và qua đây cho chúng ta thấy là chắc chắn bà Tăng Vlog sẽ xuất hiện ở tập 3 trong Thách Thức Danh Hài tới, chứ không có vụ cắt sóng như những báo khác đã đưa tin. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nằm ngay đây nè để cập nhật các tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. We'll be right back.